Diệp Lâm Anh, tôi hụt hẫng khi không được nuôi hai con. Diệp Lâm Anh nói chấp nhận kết quả tòa xử cô nuôi bé gái, chồng cũ lo con trai, nhưng thấy buồn và hụt hẫng. Ca sĩ và doanh nhân Nghiêm Đức đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự buổi tuyên án phiên phúc thẩm xử ly hôn, chiều ngày 25 tháng 9. Cả hai đều xuất hiện sớm, ngồi chờ hội đồng xét xử đọc bản án. Diệp Lâm Anh điềm tĩnh nghe tòa tuyên giữ nguyên kết quả phiên sơ thẩm, cô nuôi dưỡng con gái, Borin, 4 tuổi, còn chồng cũ nuôi con trai B, Boy, 3 tuổi. Phía chồng cũ tự nguyện cấp dưỡng 50 triệu đồng cho diễn viên nuôi con, không yêu cầu cô chu cấp cho con trai. Sau khi phiên tòa kết thúc, Diệp Lâm Anh nán lại trả lời phỏng vấn truyền thông, còn chồng cũ của cô nhanh chóng ra về, không tiếp xúc báo chí. Diệp Lâm Anh cho biết, khi bước vào phiên tòa, tôi chuẩn bị tâm lý nếu may mắn nuôi được hai bé là điều hạnh phúc. Còn tòa giữ y bản án sơ thẩm, tôi chấp nhận vì không muốn mệt mỏi thêm nữa. Ca sĩ nói vẫn duy trì việc đón con trai về ở cùng từ sáng thứ Bảy đến chiều Chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang nhà nội ở với em trai và bố. Theo Diệp Lâm Anh, suốt một năm qua, hai con cô quen với việc bị chia tách. Các bé còn nhỏ nên chưa có ảnh hưởng rõ rệt về mặt tâm lý, tình cảm. Cô chỉ lo sau này lớn lên, Borin và B, Boy thiếu sự gắn kết tình chị em vì không sống gần nhau. Điều quan trọng trước mắt là tìm cách nói chuyện được với chồng cũ để cả hai tìm ra tiếng nói chung trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con. Chúng tôi vẫn chưa có sự kết nối hay buổi gặp gỡ riêng nào sau khi đồng thuận ly hôn, ca sĩ nói. Trước đó, hội đồng xét xử và thẩm phán hai lần dừng phiên tòa phúc thẩm để có thêm thời gian xem xét, đưa ra bản án. Ca sĩ từng nói dù chồng cũ có nguyện vọng nuôi hai con với lý do điều kiện kinh tế tốt hơn, cô cho rằng các con cần sống với mẹ, đến khi đủ tuổi quyết định muốn sống với ai. Trải qua nhiều phiên tòa giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh cho rằng bản thân mạnh mẽ, vững chãi hơn. Cô đang làm việc ngày đêm, hợp tác với các nhãn hàng để làm kinh tế lo cho bản thân và con gái. Vợ chồng ca sĩ trải qua 3 lần hòa giải về phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Hồi tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận 1 thụ lý đơn ly hôn của họ. Sau một tháng dọn khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng căn nhà ở thành phố Thủ Đức. Cô dồn tiền cải tạo chỗ ở nuôi con, tập trung ổn định cuộc sống. Cô cũng mở hai nhãn hiệu thời trang dành cho giới trẻ và văn phòng. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, Diệp Lâm có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Que. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình cuộc đua kỳ thú. Từ khi kết hôn năm 2018, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.